Là thứ ba của em bị khóa trong 2 giờ nữa là sao vậy? Thì vừa rồi là anh nghe được thông báo là thứ ba mình vừa khóa 2 giờ đúng không? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì anh có nghe được thông báo lý do vì sao thứ ba mình bị khóa 2 giờ không anh ạ? Không nghe được anh ơi. Dạ vâng. Nếu vậy thì anh vui lòng cho tôi biết họ và tên của anh là gì để tôi lên hệ thống kiểm tra lại giúp anh. Phạm Xuân Trà. Phạm gì anh? Xuân Trà. Phạm Xuân Trà đúng không anh? Địa chỉ bên đâu vậy anh Trà? 84 Nguyễn Văn Thông. Vâng. Thì anh Trà vui lòng giữ máy để tôi lên hệ thống kiểm tra xem lý do vì sao tôi bao mình bị phá hai chiều nhé. Dạ vâng. Alo, anh Trà còn đó không? Đây đây. Vâng. Thì theo như tôi vừa kiểm tra trên hệ thống thì tôi thấy thuê bao của anh sẽ bị phá 2 chiều trong 2 giờ nữa. Lý do là vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 anh có đăng ký một số thuê bao của Viettel chi nhánh thành phố Đà Nẵng và anh đã dùng số thuê bao này để đăng ký Facebook kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân để cứu trợ cho người dân trong tình dịch qua số tài khoản của ngân hàng quốc dân với số tiền là 60.850.000 đồng. Nhưng trong quá trình điều tra và làm rõ được cơ quan chức năng phát hiện anh đã không phân phát số tiền này cho người dân nhằm để trục lợi cá nhân. Nếu anh không làm sáng tỏ sự việc này trước 2 giờ thì anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời thông qua cơ quan pháp luật sẽ khấu trừ đi tài khoản ngân hàng của anh để thu hồi lại số tiền này. Anh có biết hành vi của anh là phạm pháp hay không? Tôi đâu có làm vậy đâu mà bằng chứng đâu mà anh nói vậy. Ý của anh Trà nói là mình không có làm vậy là như thế nào, anh Trà có thể nói rõ ràng được không anh? Tôi chả liên quan gì cái việc đấy. Có nghĩa là anh Trà nói mình không, khẳng định là mình không có đăng ký cái tài khoản trên để kêu gọi quyên góp từ thiện đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Thì nếu như anh nói như vậy á, có khi nào ai đó đã mạo danh cái thông tin cá nhân của anh và lợi dụng cái danh nghĩa của anh để làm hay không anh Trà? Chắc vậy á. Tôi ở đây ở quê có biết gì mà quyên mới góp. Dạ vâng. Thì để làm sáng tỏ cái sự việc này giúp anh Trà thì anh vui lòng trao đổi với tôi một số vấn đề nhé. Thì anh Trà nhớ kỹ lại xem từ trước tới giờ mình có từng làm mất giấy chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân của mình hay không anh? Tôi bị mất mà cái đây 2 năm rồi, tôi làm lại cái mới rồi. Giờ cấp qua căn cước công dân mà. Vâng. Vậy thì thời gian gần đây anh có thường hay đi photo giấy tờ hay đi làm các cái thủ tục gì đó mà để lộ thông tin cá nhân của mình ra ngoài không anh? Không, không. Vâng. Thì nhiều khi cái thông tin cá nhân của anh Trà đã bị thất thoát ra ngoài lúc nào mà anh không kiểm soát được á. Và ai đó biết được á, mà đã tạo nên cái thông tin cá nhân của mình mà đi làm những cái sự việc trên rồi đó anh à. Thì cơ quan điều tra việc đó chứ sao gọi tôi chí? Thì hiện tại những cái sự việc người ta đã mạo danh thông tin cá nhân của mình đang làm á là hiện đứng cái hình thức là họ và tên của mình anh, cho nên là mình có liên quan đến cái sự việc này á anh ạ. Rằng thì cái trường hợp này của anh Trà rất là nghiêm trọng á, thì tôi cũng kiến nghị anh nên trình báo ngay cho cơ quan công an Đà Nẵng để họ vào cuộc điều tra làm sáng tỏ cái sự việc này giúp mình xem ai là người đã mạo danh cái thông tin cá nhân của mình và đi làm những cái sự việc trên để ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình. Giờ thì là... anh Trà mình có cái điều kiện gì mình trình báo cho công an Đà Nẵng không anh? Không, tôi ở dưới quê mà giờ lên thành phố thì xa lắc mà ai đi trình báo, tôi qua công an xã được không? Dạ vâng, có nghĩa là anh ở tỉnh Đà Nẵng nhưng mà mình ở dưới quê xa phố Đà Nẵng anh? Tôi ở huyện Hòa Giang á. Ở đâu anh? Ở huyện Hòa Giang. Vâng. Thì anh Trà ơi, cái sự việc này nó thấy xảy ra ở trên thành phố Đà Nẵng, cho nên là mình nên trình báo cho công an Đà Nẵng để họ có đủ thời gian và thẩm quyền để điều tra làm sáng tỏ cái sự việc này giúp mình á. Hai giờ nữa đó anh. Rồi ok. Nếu như anh Trà nói như vậy á, thì bên tôi sẽ hỗ trợ giúp anh kết nối trực tiếp đến đường dây nóng của công an thành phố Đà Nẵng để anh trình báo cái sự việc của mình, anh thấy thế nào?
Vậy được thì tốt quá. Vâng, thì để có một cái cơ sở mình trình báo cho công an ngoài thành phố Đà Nẵng anh Trà, thì mình có lý biết hay không? Bên tôi sẽ cung cấp cho anh một số thông tin để anh ghi nhận là để mình trình báo cho công an. Anh nói đi. Rồi thì mình có lý biết hay không? Tôi sẽ đọc cho anh ghi anh Trà. Anh chờ tôi một xíu nghe. Để tôi... Rồi anh đi lấy giấy viết đi thì tôi chờ máy anh. Mà vì tôi đang đi ỉa, tôi rửa đít cho cái rồi tôi ra tôi lấy giấy viết. Chờ xíu nghe. Rồi vâng. Dạ vâng. Mà anh có ăn cứt không? Tôi ỉa xong rồi anh ăn nè. Ăn cứt không anh? Dạ